Tất cả các bạn, rất vui khi các bạn lại tiếp tục đến với kênh Phong Thủy Tử Vi Diệu. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái kinh nghiệm để các bạn chọn được cái hướng cho nhà của mình. Thì thứ nhất á, là ví dụ như các bạn đang có nhà sẵn rồi thì các bạn cũng sẽ xác định được là cái hướng nhà của mình á, nó có hợp với tuổi của mình hay không. Cái thứ hai á, nếu các bạn đi mua nhà thì các bạn cũng sẽ nên cách nào đó để các bạn chọn được cái hướng, coi được cái hướng nhà đó có phù hợp với tuổi của mình hay không. Hoặc là cái thứ ba, các bạn chọn một cái lô đất thì các bạn cũng sẽ chọn được cái lô đất nó sẽ cần phải có cái hướng như thế nào để các bạn sau này các bạn xây được căn nhà nó phù hợp với cái tuổi của mình. Thì đó là những cách thức mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn để các bạn tự tin xác định được cái hướng nhà của mình, làm sao cho hợp tuổi mình để mình tận dụng được cái khí tốt của cái phong thủy. Thì tôi sẽ chia sẻ các bạn, thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái trang web mà các bạn cần biết đến cái trang web này để các bạn xác định được cho mình cái được cái hướng cho nó tốt. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái trang là lyso.vn. lyso.vn này thì ở đây á, các bạn hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản ha. Ở đây nó sẽ có một đăng ký một cái tài khoản, thì các bạn cứ làm theo các bước để các bạn đăng ký được một cái tài khoản. Tại vì tôi cảm thấy trang web này nó giúp cho các bạn lấy được một cái sơ đồ bát chặt phù hợp với cái tuổi, cái giờ của mình ha các bạn ha. Thì sau khi các bạn đăng ký xong rồi, các bạn đăng nhập thì các bạn vào cái mục ở đây thì nó có nhiều cái lắm. Ví dụ các bạn có coi cái lịch của mình nè, cái lịch vạn sự là lịch theo từng ngày, từng năm gì đó. Cái hai là lấy số tử vi, và tôi cũng nói nếu các bạn nắm về tử vi á thì đây cũng là một cái trang để các bạn lấy số tử vi của mình một cách chính xác nhất. Lấy số tứ trụ là nó sẽ giúp các bạn lấy về cái tứ trụ của các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái bát chặt ha. Còn ở dưới là nguyễn dịch là gieo quẻ thì bạn bấm vào bát chặt. Thì khi các bạn bấm vào cái bát chặt á thì nó sẽ hiện ra cái khung như thế này. Ví dụ như các bạn nhập cái tên của mình vô. Ví dụ như là tên A ha. Tôi phải đưa ví dụ thôi. Thì các bạn chọn là giới tính nam. Thì ngay chỗ này tôi chia sẻ các bạn luôn, thì nói về chọn phong thủy, chọn hướng á, thì các bạn nên chọn và gần như phải chọn theo cái tuổi của người đàn ông ở trong căn nhà đó. Trừ khi căn nhà đó không có người đàn ông ở, mình đang nói những người ở cố định lâu dài, thì cái người nam á, ví dụ như trong gia đình này có cha, có chồng, có bạn là nữ đi, thì các bạn sẽ chọn cái người cha ở cùng với mình, ở lâu dài với mình, thì các bạn chọn tuổi của người cha. Hoặc là không, nếu không á, nếu không có cha vợ, hai vợ chồng ở nhau, thì các bạn chọn tuổi của người chồng để mà xác định chọn cái hướng nhà ha, chứ không phải chọn tuổi của nữ. Tại vì phong thủy là thiên về dương chặt, dương là phần dương thì nó thiên về đàn ông thì ha. Còn nếu mà nhà mà không có đàn ông ở thì lúc này các bạn mới chọn nữ. Ví dụ như các bạn ở với một đứa con trai, chỉ hai mẹ con ở thôi, thì các bạn cũng phải chọn với cái người tuổi người con trai để chọn cái phong thủy cho mình. Các bạn nhớ cái điều đó. Thì sau đó các bạn chọn cái ngày sinh của mình. Ví dụ ở đây cũng là ngày 12 tháng 6 năm 1976 đi. Cái giờ sinh các bạn nhớ cái giờ sinh các bạn nhập vô đây ha. Thì cái hướng nhà của các bạn á, cái chỗ ở đây các bạn phải nhập được cái hướng nhà. Thì cái hướng nhà này á, làm sao có được cái hướng nhà thì có rất là nhiều cách. Thứ nhất á, là các bạn phải có được một cái la bàn. Cái la bàn thì nó cũng không có mắc. Các bạn có thể đi ra mấy chỗ phong thủy, hoặc các bạn ở những cái nơi bán mấy cái đồ về đo đạc gì đó thì nó cũng có cái la bàn. Thì các bạn chọn được cái la bàn tốt nhất để các bạn chọn được cái cách đo, để các bạn có được cách đo phong thủy nó chính xác nhất cái hướng ha. Thì tôi sẽ có một cái bài riêng để chỉ các bạn cách sử dụng cái la bàn như thế nào cho nó đúng ha. Còn nếu các bạn không có cái la bàn bằng la bàn cơ, có nghĩa là bàn của đúng cái la bàn sử dụng riêng cho la bàn không, thì các bạn có thể sử dụng cái điện thoại các bạn. Cái điện thoại các bạn cài cái phần mềm la bàn lên. Nhưng đối với cái điện thoại thì nó sẽ có cái rất nhiều cái hạn chế. Ví dụ như có thể là
điện thoại nó cái độ đo của nó sẽ không chính xác ha, và thậm chí nó bị nhiễm cái từ trường, nhiễm cái sóng điện thoại hay nhiều rất nhiều thứ, và dẫn đến làm cho các bạn bị sai. Nhưng mà cũng có một cách sử dụng bằng điện thoại luôn, nhưng mà các bạn sẽ dùng cái Google Maps để các bạn tìm ra được cái căn nhà của bạn. Sau đó các bạn sẽ ở trên nó mặc định trên cái Google luôn rồi là cái hướng nào, bao nhiêu độ, các bạn chỉ cần xoay nhà các bạn đưa cái cửa đúng vào cái hướng đó thì nó sẽ ra được cái độ trăm gần như chính xác 100% cho các bạn. Thì cái này tôi sẽ dành một bài riêng tôi chia sẻ cho các bạn. Còn đây là tôi nói về cái khi các bạn biết được cái hướng nhà các bạn bao nhiêu độ rồi ha. Thì các bạn nhập vô đây. Ví dụ như các bạn nhà các bạn là 180 độ. Rồi, xong các bạn nhập rồi các bạn bấm xem đồ hình. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ ghi họ tên các bạn nè, ngày sinh nè, mệnh các bạn thuộc mệnh gì nè, hướng nhà bao nhiêu độ nè, hướng đó là thuộc hướng gì mà tọa gì nè. Tại trên này nó sẽ có ngập, ví dụ như đây là tọa hướng này là hướng tí nè. Đây các bạn thấy hướng tí đây. Hướng tí. Hướng ngọ chứ quên, đây 180 độ nằm đây. Thì hướng ngọ nhưng mà nó tọa tại tí ha. Tọa tại cái hướng tí nằm đây. Rồi, thì đó, đấy, khi mà nó ra được cái này rồi thì cái gần như tôi nói cái này độ chính xác nó rất là cao. Tôi có thể tự tin lắm, có thể 100% luôn đó. Thì các bạn thấy rằng là cái hướng này, cái chữ tây nè, ở đây nó ghi đòi tây là hướng sinh khí. Đó, đây là một những cái nào màu đỏ đến là cái hướng tốt các bạn. Thì cái hướng sinh khí đang là hướng tốt tốt nhất nè, tôi có thể gọi tốt nhất. Bên này nó có một cái hướng gọi hướng duyên niên, hướng tây nam nè, đó là hướng tốt thứ nhì. Hướng thứ ba là hướng phục vị đó, đây là phục vị nè, là hướng tây bắc nè, này tốt thứ ba. Và hướng màu đỏ tư là hướng đông bắc, là hướng tốt thứ tư. Thì còn lại là bốn hướng xấu là nó sẽ tốt màu đen cho các bạn thấy không. Thì các bạn nhìn trên này thì các bạn sẽ biết được nhà các bạn nên nằm một trong bốn hướng tốt. Phải làm sao nó thuộc một trong bốn hướng tốt. Nếu mà nhà các bạn hiện tại đang ở 180 độ, nó đang nằm ở tuyệt mệnh rồi nè, đây là một hướng nhà rất là xấu, thì chắc chắn rằng nếu các bạn ở căn nhà này sẽ gặp rất nhiều chuyện xảy ra. Thì tí nữa tôi sẽ giải thích là mỗi cái hướng này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Thì thường là những người mà rơi vào những hướng nhà không tốt thì một là họ phải thay đổi cái hướng nhà, có nghĩa cái hướng cửa để dẫn cái luồng khí đi vào ha, dẫn cái luồng khí đi vào để mà nó sẽ tốt hơn. Còn nếu cái nhà các bạn mà cái cửa nó nằm ngay trực diện luôn cái hướng nhà thì đó là một cái điều rất là xấu cho các bạn. Hai là các bạn phải chuyển một ngôi nhà khác trong trong lâu dài, thì các bạn phải chuyển một ngôi nhà khác, được chưa? Thì đây là cái cách mà để các bạn chọn được cho mình một cái gọi là cái hướng nó tốt nhất. Thì ở đây á thì bạn sẽ cho bạn hình dung, ví dụ đây là căn nhà của bạn ha, thì đây cái hướng nhà của bạn nè, cái hướng mặt tiền, cái hướng mà các bạn hay đi ra vào á, thường ở nằm ngoài cái đường chính mà các bạn có đi xe cộ chạy hay gì đó, thì đây chính là cái hướng mặt tiền nhà các bạn ha. Thì ví dụ ở đây là hướng nhà mặt tiền nhà, hướng nhà là hướng có đường thẳng vuông góc với mặt tiền của nhà ra, được chưa? Rồi, thì ở trên này á, tôi cũng có thể nói thêm các bạn ở đây một chút xíu. Rồi, cái hướng nhà thường á là các bạn thấy ở dưới này, các bạn nhìn dưới này, hướng nhà thì cái hướng cửa thường thường nó xây song song với hướng nhà. Thì đó chính là nhà với cửa nó đang song nhau. Còn nếu đặc biệt ở hướng nhà mà nó đang thẳng như vậy, nhưng do vì một cái điều nào đó với các bạn, có thể là chỗ cái cửa nó chệch về một cái hướng khác, thì lúc đó cái hướng cửa mới là cái hướng dẫn cái luồng khí đi vào trong nhà. Đó mới cái điều quan trọng ha. Thì trong những cái phần mà nâng cao hơn, trong những cái bài học về phong thủy, tôi sẽ chỉ các bạn cách làm sao để mà xác định được cái hướng cửa như nào cho tốt nhất cho các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ quay lại về cái kiến thức bắt chặt. Thì á, sau khi các bạn có được cái sơ đồ đó rồi, thì các bạn biết được các bạn có được cái bốn cái hướng tốt và bốn hướng xấu, được chưa? Thì các bạn cũng sẽ nằm trong một là đông tứ mệnh hoặc tây tứ mệnh thôi ha, đông tứ mệnh hoặc tây tứ mệnh. Thì cái hai cái này các bạn có thể không nắm, vào những bài học phong thủy các bạn sẽ nắm kỹ hơn. Các bạn chỉ cần biết được là cái hướng nhà của mình, nếu mà hướng sinh khí nè,
các bạn thấy số 1 là hướng sinh khí thì chỉ về tài vận cực tốt, khỏe mạnh, rất vượng về con người. Còn phúc đức, cái hướng gọi chữ duyên niên á, cái hướng nhì á, thì tài vận cũng rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí. Cái hướng thứ ba là thiên y, là bệnh tật thiên giảm, tài vận cũng tốt. Hướng thứ tư là hướng phục vị, thì tài vận tốt, khí trung bình. Đó, bắt đầu qua số 5, số 6, 7, 8 là 4 cái hướng xấu. Thì nếu ví dụ như họa hại, khó tích tụ tiền của, lục sát thì tài vận không tốt, tranh cãi thị phi. Số 7 là ngũ quỷ thì coi chừng hóa họ, sức khỏe kém, tinh thần không ổn định. Tuyệt mạng là tài vận kém, nhiều bệnh tật, tổn thọ hay gì đó, thương tật bất ngờ. Thì đây chính là 8 cái hướng mà các bạn cần phải biết để mà khi mà mình chọn với cái hướng của mình làm sao cho tốt tốt nhất ha bạn ha. Đó, thì ở đây á, thì ở đây những ý nghĩa đối với những cái người mà đang có những cái hướng, thì cái này là cái kiến thức thôi, nên nó cũng không có khó. Thì các bạn có thể là tham khảo, thậm chí các bạn có thể lên những trang web để các bạn đánh ra là ý nghĩa đối với từng cái hướng, thì nó cũng sẽ nói gần như sự giống nhau hết, thì các bạn có thể lên đó tham khảo ha. Thì đây chính là cái tôi muốn nói các bạn để các bạn chọn được cái hướng cho mình. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái yếu tố nữa cũng khá là quan trọng. Thì trong nhà thì bốn cái các bạn cần có quan tâm nhất, đó là cái cửa ra vào, đúng không ạ? Cái thứ hai á, là các bạn quan tâm kế tiếp, đó chính là cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ có nghĩa là những cái nơi ngủ các bạn, thì cái giường nó phải đặt ở như thế nào, nó phải như thế nào cho nó tốt. Và cái thứ ba là cái bếp. Thì đối với tôi á, theo thật sự người ta hay nói là môn chủ táo thờ, nhưng tôi lại theo cái hướng của tôi á, thì đầu tiên là cái cửa ra vào, sau đó tôi sẽ quan tâm thứ hai đến cái bếp. Cái bếp là cái mà tôi cảm thấy rất là quan trọng, nó cũng có quyết định được sự hạnh phúc trong gia đình. Nếu cái bếp đặt sai nó rất là nguy hiểm. Cái thứ ba đó mới nói tôi sẽ quan tâm đến cái là cái nơi ngủ. Ngủ là nơi mà quan trọng, bởi vì 8 tiếng các bạn, gần như 8 tiếng bạn có thể ngủ nhiều, thì nó là nơi cái vận khí nó sẽ, các bạn phải hít thở nhiều, thì đó là cái các bạn phải quan tâm. Và cái cuối cùng là cái bàn thờ, cái nơi thờ cúng, là các bạn cần phải quan tâm làm sao cho nó được nằm trong phạm vi tốt nhất. Thì sau khi các bạn đã có được những cái hướng tốt, hướng đồ rồi á, thì ở đây tôi chia sẻ về các bạn về cái cửa. Thì tôi đã nói rồi, cái cửa chính là cái nơi mà dẫn cái luồng khí đi vào nhà. Thì cái luồng khí nó tốt thì chắc chắn là mọi trong nhà, mọi thứ nó sẽ thông. Còn nếu mà gặp chúng cái hướng khí mà nó xấu, thì tất cả khí xấu nó vào nhà, nó sẽ gây ra nhiều chuyện, giống như nãy giờ tôi đã phân tích các luồng khí đó rồi á. Bây giờ nói về cái bếp. Cái bếp á, là nó thuộc hỏa khí, đúng không ạ? Thì là hỏa khí, thì hỏa thì nó sẽ thiêu đốt. Thì nguyên tắc cái bếp các bạn phải đặt trong cái phạm vi cái hướng xấu, một trong bốn cái hướng xấu hồi nãy của các bạn á. Cái bếp ít nhất phải nằm một trong bốn cái hướng xấu đó, nó phải nằm trong phạm vi nha. Tôi nói trong cái phạm vi chứ chưa nói về nó nhìn vào hướng nào, mà tôi nói đặt trong cái phạm vi cái hướng xấu. Còn nhìn, nó phải nhìn về một trong bốn hướng tốt. Ưu tiên nhất là cái hướng nào mà tốt nhất thì các bạn ưu tiên cho nó nhìn về đó. Thì nhìn là nhìn như thế nào? Nhìn là ví dụ như khi các bạn đứng nấu ăn, thì cái lưng các bạn quay về ở đâu, thì đó chính là hướng bếp nó nhìn về hướng đó. Các bạn hình dung nha, chứ không phải cái hướng các bạn đứng nấu ăn các bạn nhìn vô cái bếp, chứ không phải cái hướng bếp là hướng trước mặt các bạn, không phải. Cái hướng bếp là cái lưng các bạn quay về, các bạn lưu ý là như vậy. Thì cái hướng bếp bắt buộc phải nhìn hướng tốt, nhưng mà nó phải nằm tại hướng xấu, để nó đốt cái khí xấu đi, để nó nhìn hướng tốt. Thì đó là cái nơi cái bếp các bạn rất là cần phải quan trọng. Còn cái phòng ngủ các bạn á, thì nguyên tắc cái phòng ngủ thì cái giường của các bạn phải đặt tại phạm vi tốt, nó phải đặt được tại nằm trong một bốn hướng tốt đó ha. Còn nếu mà vì một lý do nào đó nó không được đặt nằm tại bốn hướng tốt, thì đó là điều thiệt thòi, nó mất 50% rồi đó. Thì ít nhất nó phải cái đầu giường, nghĩa cái đầu các bạn ngã xuống cái giường á, gọi đầu giường, nó phải hướng về cái hướng tốt, nó phải được ưu tiên hướng về hướng tốt. Thì đó nó sẽ giúp cho bạn
nếu mà nằm tại vị trí tốt mà hướng vận tốt thì đó đúng là cái đầu giường, cái phòng ngủ rất là tốt. Dĩ nhiên còn vài cái nguyên tắc sắp xếp trong đấy thì tôi sẽ có một bài riêng để chia sẻ về cái hướng phòng ngủ. Cái thứ tư á, chính là cái bàn thờ, thì nó cũng tương tự luôn, nó cũng phải nằm tay tại phạm vi tốt và nó nhìn về hướng tốt. Các bạn, cái bàn thờ nó quá quan trọng, nằm tại cái phạm vi tốt để nó đón nhận cái khí tốt và nó nhìn về cái hướng tốt, không thể nào nhìn về cái hướng xấu và cũng không thể nhìn về những cái nơi ô uế được. Đó là cái điều các bạn cần lưu ý các bạn ha. Thì đó, đối với phong thủy các bạn cần phải nhớ là như vậy. Thì hôm nay tôi chỉ mục đích chia sẻ các bạn cái cách chọn cái hướng, thì các bạn nên chờ vô cái trang web này để chọn cho mình được bốn cái hướng tốt. Và sau khi chọn bốn hướng tốt thì các bạn cũng có một vài cái sắp xếp đơn giản nhất trong cái phong thủy, nhưng đó chỉ mới là gọi là sắp xếp theo bát chặt thôi. Còn nếu nó ví dụ như là giờ nếu các bạn chưa xây nhà thì các bạn có thể xây lên thì các bạn dễ sắp xếp rồi, nhưng nhà các bạn đã lỡ xây rồi thì bắt buộc cái bếp nó nằm chỉ phạm vi đó thôi mà bắt các bạn bây giờ đi thì phải đập xây lại cái nhà thì rất là khó khăn. Thì lúc này các thầy phong thủy cũng sẽ có những cái cách thức để di chuyển cái bếp như thế nào cho phù hợp. Thì họ phải dùng cái cách thức xem lại cái đo đạc cái la bàn với cái hướng để chọn cái nơi sắp xếp lại những vị trí đó cho nó đỡ phải xây cất cái nhà lại. Hoặc là các bạn họ còn có thể dùng những cái nguyên tắc về khí phi tinh nữa để mà thay đổi cái một số thứ, ví dụ như cái hồ bơi nè nằm đâu, hoặc là cái bể cá nằm đâu, chỗ nào nên xây một cái bể, nên xây một cái hòn nội bộ nước chảy, hoặc là nên treo những cái vật phẩm phong thủy như thế nào, thì đó là cái cao cấp hơn. Thì cần phải có những thầy phong thủy có kinh nghiệm để chia sẻ cho bạn. Đó, thì hôm nay với những cái hy vọng những cái chia sẻ nhanh đó của tôi cũng sẽ giúp cho bạn có thể xác định cho mình được một cái hướng. Còn về cái đo cái la bàn, các bạn phải xem cái video mà tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái la bàn bằng điện thoại hoặc cái la bàn cơ như thế nào, thì các bạn sẽ xem một cái video khác. Rồi, tôi xin chào các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và để mà được theo dõi những cái video kế tiếp của tôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Đây là cái kênh phong thủy của tôi trên YouTube. Bạn theo dõi ha.